Ứng cử viên vô địch VTV Bình Điền Long An chuẩn bị những gì trước thềm giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024? Để chuẩn bị cho vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2024, VTV Bình Điền Long An đã chính thức công bố ngoại binh Joy Agbonlahoso. Chủ công người Đức gốc Pháp còn khá trẻ khi sinh năm 2002. Ở tuổi 22, Agbonlahoso đã có kinh nghiệm thi đấu dày dặn khi từng khoác áo 5 câu lạc bộ tại Pháp, Đức và Cộng hòa Séc. Chủ công này sở hữu chiều cao 1m83, tầm bật chắn 2m90, bật đà 3m. Sở trường của Joy Agbonlahoso là những tình huống tấn công biên 4, nền tảng thể lực cũng là điểm mạnh của ngoại binh này. Ngoại binh này đã sớm sang Việt Nam hội quân cùng câu lạc bộ, nhưng gần đây lại có những thông tin trái chiều về chấn thương của ngoại binh này. Huấn luyện viên Thái Quang Lai đã có những chia sẻ về trường hợp của chủ công Agbonlahoso. Ngoại binh của tôi vẫn đang có dấu hiệu căng cơ và chưa hồi phục hoàn toàn. Hiện bạn ấy vẫn đang được các bác sĩ tại Từ Sơn Bắc Ninh chăm sóc và theo dõi. Chúng tôi mong rằng bạn ấy sẽ sớm hồi phục và có phong độ tốt nhất. Khi được hỏi về trường hợp xấu Joy Agbonlahoso không kịp bình phục, liệu VTV Bình Điền Long An có tính đến phương án B hay không? Huấn luyện viên Thái Quang Lai cho biết đội vẫn đang tính toán và chưa thể tiết lộ. Chia sẻ về lần thi đấu ở Việt Nam, ngoại binh của Long An cho biết. Actually, I was quite impressed about like the people. They're really such really nice people. They're really like friendly and like they want to feel you safe and like got like you have a good feeling and everything. The weather it's quite nice, like really hot. At least the two last days it's like raining, but everything it's nice from now. The food also is super good actually. I can eat this food every day. But yeah, in general, I'm quite good impressed about it. Yeah. I mean, I didn't try a lot of thinking about the food in Vietnam right now, but I think I will go for the barbecue. The advantage of this team, I think it's like quite of everyone. It's kind of like really positive on everything, on every ball, like every practice. But I think also can be like also not so much an advantage because if you're way too much positive, I don't know if they're really like gonna took it like so seriously and be more aggressive on everything during the tournament. So I think they are positive, but I think too much positive. I think there are quite a few players who impressed me really good, like the libero in defense. She's quite really really good. I think she's on the national team if I'm not saying wrong. And the setter, she's a good setter also, and the opposite also. I think she had like a good lefty arm, so I'm kind of impressed of those people. I mean, I think the goal for everyone here is, of course, to win. But I think for me, it's winning and give like the most things better of myself to like let people know that I'm with them until the end. And yeah, my goal is like to play my best and of course have reaching some medals in Vietnam would be like good, really good, and I'm really happy about it. Chấn thương của các vận động viên, nhất là ngoại binh, luôn được coi là thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, theo quan sát tại Từ Sơn, nơi VTV Bình Điền Long An thi đấu, Joy Agbonlahoso vẫn nỗ lực hoàn thành các bài tập, thể trạng và tinh thần của ngoại binh này đều khá tốt. Hơn hết, Joy Agbonlahoso đang có những ấn tượng tốt với môi trường, văn hóa tại Việt Nam và hòa nhập rất nhanh với những người đồng đội mới. Về cuộc chiến tại giai đoạn 2 và tình hình chuẩn bị của VTV Bình Điền Long An cho giải đấu quan trọng sắp tới, huấn luyện viên Thái Quang Lai chia sẻ. Tiêu của đội là cố gắng từng trận đấu thôi. Nhưng mà cũng theo ban huấn luyện cũng như là tập thể đội thì quyết tâm từng trận. Nếu mà được vào top 4 thì quá tốt, đó là cố gắng, nói chung là cố gắng vào từng trận đấu. Tại vì những trận còn lại rất là khó khăn của đội, ví dụ như là Thông Tin Bình Phước hoặc là Ninh Bình. Cho nên là những cái đối trọng của mình rất là nặng ký. Theo đánh giá của tôi thì là Ninh Bình, Thông Tin. Và còn trong những vị trí còn lại thì cũng rất là có nhiều ứng cử viên, ví dụ như trong đó có Thanh Hóa, Lào Cai và Việt Tiên Băng cũng có đủ khả năng để làm cái tốt ở vòng 2 nếu như lực lượng ở bên của họ là thi đấu tốt. Theo cá nhân của tôi thôi là tôi thấy cái thay đổi này cũng là hướng tích cực, vì tất cả các nước người ta đã làm rồi, mà thi đấu như được nhiều trận
chỉ có một cái hơi khó khăn là cái dự trữ vốn mà không có kinh phí, ví dụ như là kinh phí của tỉnh không á thì rất là khó khăn. Ví dụ như có nhà tài trợ thì cái việc mà duy trì cái lại hoặc là cái thi đấu thời gian dài vậy thì sẽ rất là khó khăn họ. Nhưng mà đối với đội bóng mà có tiềm năng hoặc là đầu tư tốt thì là cái đó là cái hướng tích cực mà có đủ cái thời gian. Ví dụ như là thuê ngoại binh thì là mình thuê tháng rất khó khăn, nhưng mà nếu mình thuê thời gian dài thì họ sẽ đồng ý ngay. Ví dụ như đó qua mình đấu có một tháng à, thì là họ sẽ không đấu được những câu bộ khác. Nhưng mà nếu mà mình làm như các nước đó, đừng như cái giải đấu mình là từ 6-8 tháng thì họ sẽ nhận lời ngay, rất là dễ tuyển ngoại binh. Cái này cũng không nói được, thì hiện tại đã có bạn Jesse rồi, nói chung bạn hiện tại cũng rất là căng cơ, do vết thương cũ thôi, nhưng mà bạn cũng đang theo tập rất là tốt. Nên là đội cũng chưa có phương án là hai người binh, mặc dù là cái điều lệ thì cho phép đăng ký hai người binh, một vào sân. Nên là nhưng mà nếu mà bạn tốt thì không, cái hướng mà thuê người binh mới thì không có. Hiện tại thì cũng đang nhờ cái tất cả các bác sĩ ở trung tâm thể dục thao Từ Sơn này đang cố gắng là hỗ trợ cho bạn, thì là cũng là vết thương cũ, mà tôi hy vọng là bạn là vận viên trẻ thì bạn sẽ phục hồi tốt để mà cùng với đội đó thi đấu vòng 2. Về chỗ Thanh Thúy thì bạn đã rất là tốt ở những năm trước, nhưng mà cũng vì chấn thương đầu gối, bạn cũng Thanh Thúy cũng đã tập với cùng với đội đi đấu VTV, nhưng mà một cái chấn thương nó cũng lâu rồi. Và nói chung là khi mà gặp chấn thương gối thì hầu như tất cả các vận động viên là khó để mà thi đấu được. Thì mặc dù là Thúy rất cố gắng ở VTV nhưng mà điều cái là không thể bật được, tại vì cái vẫn còn đau, cho nên là không bật được. Hiện tại Thanh Thúy là đã có chữa ở Việt Nam nhưng mà cũng chưa hồi phục. Tôi bản thân tôi nghĩ là chưa hồi phục, cho nên là cũng chưa thể là vào sân để thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ được. Nếu như bạn mà hồi phục thì chắc chắn bạn sẽ có mặt trong đội hình chính của Thổ Nhĩ Kỳ. VTV Bình Điền Long An cũng đã chính thức công bố danh sách 14 vận động viên cùng ban huấn luyện tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 vào đầu tháng 11 tại Lào Cai. Đáng chú ý nhất có lẽ là sự xuất hiện của Đặng Thị Kim Thành, người từng giữ bằng đội trưởng của VTV Bình Điền Long An, nhưng sau đó giải nghệ khi kết thúc mùa giải 2023. Kim Thành sau đó bất ngờ trở lại thi đấu ở vòng chung kết giải hạng A diễn ra tại Trà Vinh. Có được sự phục vụ của hoa khôi này càng giúp cho thành phố Hồ Chí Minh tự tin với mục tiêu thăng hạng. Ngay sau khi kết thúc giải hạng A, Kim Thành đã hội quân cùng VTV Bình Điền Long An tập huấn tại Từ Sơn Bắc Ninh từ ngày 19 tới ngày 31 tháng 10. Sau chuyến tập huấn luyện viên Thái Quang Lai và các học trò sẽ di chuyển tới Lào Cai sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng nhất của giải vô địch quốc gia. Năm nay, với việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đầu tư ngoại binh khủng, thử thách dành cho VTV Bình Điền Long An vẫn là rất lớn. Tuy nhiên, sau những chức vô địch liên tiếp tại các giải trẻ gần đây, tinh thần của các cô gái Long An đang vô cùng tự tin.